thấy dâu không? Dâu trái rất là nhiều. Hôm nay mình quay nhà dâu này. Dâu trái mà xum xê từ dưới chân chân gốc luôn. Thấy mê không? Một cây dâu thì nó tầm khoảng 4 đến 600 kg rồi. Bạn thấy không? Trái màu bu từ dưới gốc lên tới đến ngọn rồi đọt rồi. Trái này chưa có chín nhưng trái rất bự này. Đây ngón tay cái mà bự. Đây một cây dâu nữa này. Dâu mà chầm chầm rất là thấy mê. Chôm chôm mà đang có trái này. Bữa nay có 7 nè. Để mới để nhà du khách lên để mình.
quên mẹ thôi, đi quay được rồi. Vậy thế lẻ mua ăn. Bay tới chỗ rồi. Bữa nay đó cũng chính vừa thả ngay cái lịch cho đi bên đây.